Yo, chào mừng em đến với video tiếp theo về quần đảo Tỏi Vàng. Đây là cái video về chuỗi những nhiệm vụ của Fatui sử dụng những vật phẩm mà anh em đã lấy được từ đầu game cũng như là ốc biển sai vị trí. Như mình vừa có nhắc qua đó là sử dụng những vật phẩm mà anh em đã tìm được từ đầu phiên bản 2.8 như là ốc biển rồi những cái như là đồng hồ và cái phù hiệu. Thì trong trường hợp này là mình giả định anh em đã có rồi. Còn nếu như anh em chưa có thì mình sẽ lồng những cái đoạn tìm những cái vật phẩm đó. Nếu anh em có rồi thì anh em bỏ qua, ok? Và như thường lệ thì mình sẽ bắt đầu từ những cái bước đầu tiên đến bước cuối cùng nhé. Ok, bắt đầu nha. Ok, chào mừng anh em trở lại. Mình vừa mới thu xong đoạn mở đầu thì trời nó mưa to quá, không biết là có vọng một mic không. Bây giờ thì chúng ta sẽ dịch chuyển đến đảo Vỡ Vụn và ở đây là cái địa điểm nhận quest. Mình sẽ nhảy xuống dưới này. Theo mình thì dịch chuyển đến đảo Vỡ Vụn cái phía trên này thì nó hơi xa. Mình xem lại thì thấy dịch chuyển đến cái đàn của Xinjiang thì có lẽ nó sẽ gần hơn. Và làm quét này khi nào thì theo mình là anh em nên làm khi mà anh em làm xong cái nhiệm vụ bài ca mùa hè đó ha. Về đến đây anh em thấy Fatui nữ đứng ở đây đang có một cái chấm than màu xanh. Thấy công chuyện rồi. Và bây giờ thì nói chuyện với NPC và nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Nếu như anh em chưa có vật phẩm cần thì anh em phải đi lấy. Còn nếu như anh em đã có rồi thì sẽ xảy ra là cái giao diện đưa đồ cho NPC luôn, ok. Và cái quét gọi là bức ảnh bị mất. Tiếp theo sẽ là vị trí của cái vật phẩm đồng hồ. Nó nằm ở chỗ cái ngay bên dưới này thôi. Và nó cũng có một cái mũi tên chỉ xuống rất là sáng luôn anh em. Ở ngay bên cạnh những cái vật phẩm đấy thường có ốc biển thu âm hoặc là ốc biển ghi hình. Về những cái ốc biển này thì khi mà mình nhặt xong ấy thì nó sẽ lưu vào và ở trong cái tab sự kiện ấy anh em bấm vào có thể chỉ lại vị trí ngược của cái vỏ ốc luôn. Đây là mình nghĩ không cần phải đánh dấu đâu anh em. Vâng, chào mừng anh em trở lại. Vừa rồi là cái đoạn cắt. Trước đó mình đã lấy vật phẩm. Khi mà lấy xong rồi thì anh em chỉ cần giao cho NPC thôi. Đây là chiếc đồng hồ. Giao cho NPC, nói chuyện một hồi sẽ được thấy rằng trong này có bức ảnh. Vâng, ảnh rất là sắc nét. Tiếp theo thì NPC sẽ dịch chuyển đi và chúng ta phải đi theo. Cái đoạn tiếp theo này thì đó là một NPC mập ở trong một cái hang. Và trước đó anh em đã đặt câu hỏi là làm sao để cứu được anh ta ra khỏi cái hang ha. Vẫn ở trên cái đảo đó thôi. Thì để cứu anh ta ra rất là đơn giản. Đó là nó có một cái đàn của Xinjiang. Chúng ta cứ nói chuyện với NPC đã. Sau đó nó sẽ chỉ anh em vị trí ở cái đàn luôn. Hoàn toàn không phải đi tìm. Ngay trước mặt tôi anh em. Đây. Nhảy xuống chúng ta tương tác và gần như là hình như là không cần phải chỉnh một cái loa nào hết. Sau đó nốt nhạc nó bắn vào cái màn chắn và anh em trèo lên để nói chuyện. Vâng, đoạn này thì sẽ có một cái meme khá là hề. Bởi vì cái hành động của mình. Đây. Anh bạn à, mình đã chót lấy hết cả táo của Fatui rồi. Cái thoại thì nó bảo là lấy hai táo cho Fatui ăn nhưng thực ra là chẳng còn quà nào cả. Mình cá là có rất nhiều người đã cũng làm như vậy ở cái đoạn này đúng không anh em? Nhà lữ hành thật là tai hại quá. Bây giờ thì nó bảo là anh em đến đảo Nguy Nan có hình dạng tương tự. Thì khi mà có cái thông báo là hiện lên ấy thì tức là cái đảo Nguy Nan của anh em đang ở một trạng thái mà không sử dụng được trong cái quest này. Vậy làm sao để có thể mở lại cái đảo Nguy Nan đấy thì đơn giản là chúng ta sử dụng cái bể bơi, cái cổng dịch chuyển của Mona để đưa cái đảo trở lại đảo thời điểm hiện tại. Cái này thì mình nói lại cho anh em nào chưa biết. Trên hình video anh em thấy thì cái hình dáng đảo này là đảo của quá khứ, ok. Đây là sẽ không đúng cho cái quét này. Còn hình dáng đảo này là đảo của hiện tại, mình đã đổi ngược sang rồi, nó chỉ khác nhau một chút chút thôi, ok. Nói chung cái này rất là dễ thôi, khi anh em đổi đúng thì anh em sẽ thấy rằng quét nó chỉ ngay và ở đấy thì có ngay cái quét thế giới nhìn chấm than màu xanh là biết ngay. Cái đoạn này anh em không thấy là do mình đã làm xong rồi, đây là mình chỉ cắt từ cái đoạn khác thôi. Đây, chỗ này là chỗ để đổi vị trí của hai cái đảo nhá. Ok, để bay lên trên đây thì anh em hãy kích hoạt trụ băng trước. Sau đó đến trụ phong là nó sẽ có một luồng gió luôn, mình thấy như vậy. Còn kích hoạt thêm hai trụ nữa thì nó sẽ tạo ra một cánh cổng và đế để đoạn sau nhá. Ok, ở đây có một cái vỏ ốc này. Thì chỉ cần đến gần cái vỏ ốc này thôi là nó đã trả xong quét rồi. Bên cạnh anh em thấy ra mũi chấm than kia, quyển sách ấy, thì nó là cái quét khác. Và mình đã làm cái video về cái quyển sách này rồi nhá.
Nó có ba cái dương hiếm luôn. Ok. Trở lại với cái quest của Fatui thì nhảy lên trên đây, anh em sẽ thấy một con Fatui lôi ha. Nói chuyện với Fatui lôi và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ sử dụng đến cái vật phẩm tiếp theo. Vị lại đánh dấu ấy, ánh sáng ấy. Đây này. Nhìn cái anh em sẽ thấy ngay thôi. Ok. Đó là phù hiệu cũ kỹ nha. Ok, chào mừng anh em trở lại với video hướng dẫn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với NPC và đưa cho NPC vật phẩm phù hiệu cũ kỹ, giao cho NPC. NPC sẽ tỉnh lại và chuyển biến quét tiếp tục. Lúc này thì khi bấm vào V, nó sẽ báo rằng là tìm cách mở đường bằng một cái cổng dịch chuyển. Để mở cái cổng dịch chuyển đó thì anh em chỉ cần nhảy xuống thôi và làm theo video, kích hoạt theo thứ tự. Lúc này thì mình sẽ đổi đội hình sang đủ nguyên tố để kích hoạt đó. Cùng có cây da băng, phong, sau đó là hỏa và cuối cùng là thủy. Khi kích hoạt xong cái trụ này thì anh em nên tìm cái video lấy rương hiếm ở trên trời một cái và giải cực nhanh ấy. Bởi vì mình nghĩ là khi làm xong cái này thì rất có thể là nó sẽ giúp anh em giải đố cái kia không bị lỗi. Ok. Sau khi bay lên cái cổng thì chúng ta được dịch chuyển được một hòn đảo ở ngay đây. Bây giờ thì chạy theo quét và thấy một NPC đang đứng ở trong cái trại. Mình không biết NPC này đứng đây từ lúc nào nữa, chắc là vừa xong anh ạ. Bởi vì bình thường mình có thấy đứng đây đâu. Nói chuyện với NPC và sau đó thì quét nó sẽ chuyển sang một giai đoạn khác. Nhiệm vụ này hình như là được đâu đấy hơn 100 nguyên thạch đúng không anh em? Và mình cũng không đếm nữa. Nó chuyển sang quét ốc biển sai vị trí. Và lúc này thì chúng ta cần phải dụng 3 cái ốc biển sai vị trí. Trong đó thì hai con ốc biển có thể lấy được ngoài map và một con ốc biển thì lấy ở trong bí cảnh. Chúng ta dịch chuyển đến phần trung tâm của cái đảo này, nói chuyện với NPC. Và bây giờ thì nó yêu cầu anh em đặt 3 cái con ốc biển sai vị trí đấy vào đúng chỗ. Đây là cái vị trí của con ốc bị sai vị trí ha. Ốc ghi hình. Nó nằm ở trên chỗ cao lắm, mình phải trèo lên núi cơ. Đây, vị trí của nó ở đây nhá. Về con ốc biển sai vị trí số 2 này, nó chính là con ốc biển vỏ ốc thứ 17. Cũng đã có video rồi, có rất nhiều video trên YouTube, anh em có thể search. Nó nằm ở dưới đất nha. Và mình đã sử dụng con ốc đó để triệu hồi cái skin của Fit. À vâng, ốc biển vỏ ốc sai vị trí số 3 thì nó là cái ốc biển số 19 ở ngay gần bí cảnh của Fizz. Và khi anh em làm xong cái mê cung của Fizz thì nó cũng sẽ hiện ra ở đây là có một cái giếng, có 3 con quạ, anh em nói chuyện với cả 3 con. Sau đó thì bỏ đá xuống giếng, nó sẽ đẩy cái vỏ ốc lên. Thế thôi. Ok, trong trường hợp này anh em đã có đủ 3 con ốc rồi thì đây là cái chỗ để đặt vỏ ốc vào. Cách đặt thì như sau. Khăn trải bàn màu đỏ thì anh em đặt vào là con ốc biển sai vị trí số 3 nhé. Nói chung là khi mà đặt sai thì anh em sẽ thấy rằng là nó báo đặt lại. Đã xong một con. Trên khăn trải bàn sọc thì anh em đặt vào là ốc biển sai vị trí số 1 là nó sẽ đúng. Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ, nhưng mà thực ra đúng mà. Và cái còn lại thì đơn giản thôi, khăn trải bàn màu trắng là anh em đặt vào con ốc cuối cùng còn lại. Vậy là thành công. Đoạn sau của video là chúng ta chỉ đơn giản là nói chuyện với NPC, nhận thưởng, tận hưởng nguyên thạch nếu có. Chúc anh em may mắn. Và cuối cùng mình sẽ làm một bức ảnh với 5 anh em sinh viên ở đây để làm kỷ niệm. Vâng, chúc em thành công nha. Nếu anh em có câu hỏi gì hãy để lại bình luận. Mình sẽ tiếp tục với những video khác.